Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đồng ý với chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông quan trọng. Công tác chuẩn bị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 đã khai mạc trọng thể. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh Hưng Yên gặp không ít khó khăn thách thức trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế và an ninh chính trị thế giới. Các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, áp lực lạm phát, biến động lãi suất, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu tăng cao tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tình hình thiên tai dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Theo chương trình kỳ họp thứ 11 dự kiến trong 2 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng sau đây. Thứ nhất, về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, xem xét ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025. Quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Kết quả thực hiện ngân sách địa phương năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. Đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh đặc điểm nổi bật của năm, nhận rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan để nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, đưa ra các quyết định về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2023. Thứ hai, về hoạt động giám sát. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân tỉnh sẽ tiến hành xem xét thông qua các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh về kết quả hoạt động của Thường trực các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án dân sự năm 2022, tiến hành chất vấn tại kỳ họp và thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch triển khai giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2023. Thứ ba, về quyết định các nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 9 dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Các nghị quyết này đều rất quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của tỉnh trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết của tỉnh ủy. Đồng thời, tại kỳ họp này cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và xem xét thông qua các chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo đó, tại hội nghị tiếp xúc đã có 1.835 cử tri tham dự với 62 lượt cử tri phát biểu ý kiến với nhiều nội dung trên các lĩnh vực. Cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, số lượng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và công suất xử lý còn chưa đáp ứng yêu cầu. Cử tri đã có ý kiến kiến nghị về một số lĩnh vực như nông nghiệp, thủy lợi, đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông xây dựng, giáo dục và các chính sách khác.
Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế của tỉnh phục hồi và tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,4%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách tăng đột biến ước đạt 50.850 tỷ đồng. GRDP đầu người trên 102 triệu đồng, dự kiến có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 khu dân cư được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, tỷ lệ đô thị hóa đạt 43%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới còn 1,94%, giảm 0,16%. Trong năm 2022, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 2 khu công nghiệp và chấp thuận bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch các khu công nghiệp Việt Nam, thực hiện giải phóng mặt bằng trên 600 ha, thành lập mới 9 cụm công nghiệp, thu hút 77 dự án mới với tổng số vốn trên 200 triệu đô la Mỹ và trên 21.000 tỷ đồng. Các hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ được tăng cường, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Cải cách hành chính tiến bộ vượt bậc, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai nghiêm túc hiệu quả, quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023, GRDP bình quân đạt 112 triệu đồng, thu ngân sách 22.921 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 18.221 tỷ đồng. Giá trị canh tác trên 1 hectare đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 238 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%, có thêm 30 khu dân cư kiểu mẫu, 30 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Báo cáo cũng đề ra 17 giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Tăng cường công tác giải phóng bằng, bàn giao đất cho các doanh nghiệp, năm 2023 phấn đấu hoàn thành giải phóng bằng các dự án khu công nghiệp đầu tư mới, dự án khu công nghiệp mở rộng đã có quyết định chủ trương đầu tư trước 31 tháng 12 năm 22 giải phóng bằng khoảng 500 ha đất và các dự án khu công nghiệp đã được thành lập, triển khai có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành công nghiệp và ngành thương mại của tỉnh, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hình thức thương mại điện tử, rà soát, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Kỳ họp đã nghe Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung và dự thảo nghị quyết mà các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hai dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đó là nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Y tế trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giám đốc Sở Nội vụ trình bày và dự thảo nghị quyết về tạm giao biên chế, công chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023.
tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao bổ sung biên chế giáo viên theo quyết định số 46 và 72 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị và tạm giao biên chế lao động hợp đồng theo nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo công tác xét xử năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Tiếp tục chương trình làm việc, trong buổi chiều kỳ họp đã nghe một số báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, tình hình chấp hành pháp luật và tiến hành thảo luận tổ. Các đại biểu đã nghe bà Đặng Thị Gấm, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và các nội dung được phân công. Nghe ông Nguyễn Trung Thành, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023 và các nội dung được phân công. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia 5 tổ thảo luận. Qua ghi nhận tại 5 tổ thảo luận, đa số các đại biểu đều đồng tình với các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời tham gia đóng góp bổ sung những ý kiến, giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023. Trong đó tập trung thảo luận đề xuất thêm các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, phát huy những mặt mạnh, góp phần thực hiện đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước chủ yếu theo kế hoạch năm 2023. Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư công, bảo vệ môi trường, hoạt động thương mại dịch vụ. Các đại biểu kiến nghị tỉnh điều chỉnh nghị quyết về quy định tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất để địa phương có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, có cơ chế đặc thù cho một số địa phương đang thực hiện đẩy mạnh phát triển đô thị, xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Ngày mai, ngày 9 tháng 12, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Dự kiến chương trình, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo thảo luận tại tổ và nghe các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu và trả lời một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ tiến hành bầu cử, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành kết luận số 639, kết luận hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về việc đồng ý với chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông quan trọng. Một số dự án trong số 4 dự án này đang được kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin sơ bộ về các dự án này. Đây được xác định là công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh Hưng Yên nhằm kết nối giao thông vùng, hình thành tuyến kết nối các di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long, Phố Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương và là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, dự kiến sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, khai thác phát triển đô thị, du lịch cho hơn 5.000 hectare đất dọc sông Hồng. Dự án có chiều dài khoảng 57 km, chạy dọc sông Hồng từ huyện Văn Giang qua huyện Khói Châu, Kim Động đến thành phố Hưng Yên. Bề rộng nền đường 50-80m, tốc độ thiết kế 100 km/h nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Hưng Yên. Dự kiến có 3 cầu vượt trên tuyến là cầu Liên Nghĩa, Nghi Xuyên và Hùng Cường. Dự kiến tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. Dự án nhằm giảm tải áp lực giao thông trên tuyến DT376, đoạn qua xã Trung Hòa, Tân Việt, nhất là đoạn qua ngã tư Cống Tráng, chiều dài toàn tuyến 4,4 km, mặt đường rộng 22m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt, dự kiến tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng. Công trình trên tuyến có cầu qua sông Bắc Hưng Hải dài 72m, rộng 34m, dự kiến thời gian thực hiện đến năm 2025. Dự án được xác định là trục chính đô thị huyện Văn Giang, kết nối trực tiếp với các trục giao thông lớn quan trọng của tỉnh, chạy qua địa bàn như các đường tỉnh 377, 378, 379,
đường bên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chiều dài tuyến khoảng 4,5 km, điểm đầu giao với DT378, điểm cuối giao với DT382B, chiều rộng mặt đường 30m, kết cấu bê tông nhựa chặt, dự kiến tổng mức đầu tư 1.310 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. Dự án tiếp nối giai đoạn 1 từ thị trấn Như Quỳnh đến xã Lạc Đạo dài 7,4 km nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp qua khu vực cảng cạn ICD đang được lập quy hoạch, chiều dài khoảng 8,5 km song song với đường sắt Hà Nội Hải Phòng, điểm đầu giao với DT380 tại xã Lạc Đạo, điểm cuối giao với DT387 tại xã Lương Tài, chiều rộng mặt đường 7,5m, kết cấu bê tông nhựa chặt, dự kiến tổng mức đầu tư 485 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hôm qua, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Hưng Yên năm 2022 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2022, chủ trì họp triển khai một số nhiệm vụ của kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2022 tỉnh Hưng Yên và kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2022. Tỉnh Hưng Yên dự kiến có 19 đối tượng thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên, 203 viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương. Ngoài ra có 10 trường hợp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cử tham dự kỳ thi. 997 giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2. Các đại biểu thống nhất dự thảo của Hội đồng xét thăng hạng về kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng, điều kiện tiêu chuẩn giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng. Thời gian xét thăng hạng diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương, Hội đồng thi đã thông qua kế hoạch tổ chức thi, danh mục tài liệu dùng cho ôn tập, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. Các thí sinh dự thi trắc nghiệm 3 môn gồm kiến thức chung thời gian 60 phút, môn tin học, môn ngoại ngữ thời gian 30 phút một môn và thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ đối với nâng ngạch công chức và môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 12, địa điểm tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi và Hội đồng xét yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn tất các văn bản giấy tờ liên quan đến kỳ thi và kỳ xét thăng hạng. Các ngành thành viên của hai hội đồng nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát danh sách đối tượng dự thi, đối tượng dự xét trên cơ sở điều kiện tiêu chuẩn trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, triển khai tổ chức thi và xét thăng hạng bảo đảm đúng quy định, công bằng, minh bạch, khách quan. Sở Nội vụ tiếp tục các ý kiến của các đối tượng liên quan đến kỳ thi để trả lời, giải đáp đúng theo quy định. Hôm qua, hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra thực tế các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có trên 50 sản phẩm của 31 doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Qua kiểm tra, hội đồng đánh giá sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng lần này đều là sản phẩm đặc sản đặc trưng truyền thống của địa phương. Các chủ thể đã chủ động quan tâm đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc bao bì, nhãn mác theo xu hướng thị trường tiêu dùng và theo quy định. Đoàn kiểm tra đề nghị các chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022. Ngày 7 tháng 12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với cụm thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Hữu Khánh ở thôn 1, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Ngôi nhà đại đoàn kết được khởi công vào tháng 6 năm 2022 với diện tích là 60 m2 với tổng giá trị là 250 triệu đồng. Trong đó,
cùng thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước tỉnh Hưng Yên trao tặng hỗ trợ số tiền là 80 triệu đồng. Việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, động viên, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong năm 2022, huyện Phù Cừ đã tập trung đầu tư trên 40 tỷ đồng từ nguồn vốn đấu giá đất giãn dân của từng xã để xây mới 8 nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện. 8 nhà văn hóa được xây mới ở các thôn Phú Mãn, xã Phan Xào Nam, thôn Tuyệt Văn, xã Minh Tân, thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, thôn Đại Tuy, xã Đoàn Đào, thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, thôn Tống Xá, Vũ Xá thuộc xã Tống Phan và thôn Trà Dương, xã Tống Phan. Trung bình mỗi nhà văn hóa có trị giá trên 5 tỷ đồng, xây dựng theo các tiêu chí, có diện tích gần 1.000 m2, có sức chứa 120 người cho nhân dân hội họp, có khuôn viên rộng rãi phục vụ hoạt động thể dục thể thao. Mỗi thôn người dân tự đóng góp trung bình khoảng 200 triệu đồng để lắp đặt các hạng mục như cột cờ, ghế đá và trồng cây xanh. Đến nay trên toàn huyện Phù Cừ đã có 41 trên 54 nhà văn hóa cấp thôn được xây dựng, tu sửa hoàn thiện theo các tiêu chí trên. Thời gian tới, nhà văn hóa thôn Hoàng Các, thôn Nại Khê, xã Tiên Tiến, nhà văn hóa thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa sẽ tu sửa khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất của xã. Nhà văn hóa cấp thôn hoàn thành không chỉ là cơ sở để xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mà còn phục vụ thiết chế văn hóa, gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình của đài trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.